bạn ơi, khi mình nấu atiso á các bạn, atiso tươi á, thì mình nên rửa cái bông atiso trước ha các bạn ha. Mình khoét cái bên trong mình bỏ đi, không phải bỏ đi các bạn, mà mình phơi khô để dành mình nấu riêng. Tại vì ở trong này nó có cái nhụy á, nó sẽ làm cho cái nước của mình nó sẽ không ngon. Mình gỡ cái đó ra, mình để riêng mình phơi ha các bạn ha. Rồi mình rửa sạch, và khi nước sôi như vậy nè các bạn bỏ vô ha các bạn. Các bạn nấu trong vòng 3 phút thôi nha các bạn. À, không cần lâu đâu các bạn. Nước sôi như vậy 3 phút các bạn bỏ vô ha. Rồi, tại vì cái bếp của mình là bếp điện, cho nên nó là khi mà mình nấu sôi 3 phút mình tắt bếp đi thì cái độ sôi nó vẫn còn, và nấu như vậy là được rồi các bạn, không cần ninh lâu. Và mình ăn cái ở trong này được luôn đó các bạn. Khi mà cái này nó chín thì ở trong mình ăn được luôn. Mình đảo cho nó ngập nước hết ha các bạn ha. Và nó sôi lại, nó sôi lại trong vòng 3 phút là xong. Về Minh thì Minh thường nấu 2 bông atiso với lại một cái nồi nước này khoảng 4 lít đó các bạn. Mình nấu vậy đó, rồi cái mình để nguội, mình đóng vô chai rồi mình bỏ tủ lạnh. Mỗi ngày anh xã đi làm á, cái mình cho anh chai. Mùa nóng á thì mình cho anh 2 chai. Rồi bây giờ á, những cái bông atiso còn lại á, mình đem phơi các bạn. Thường thì mình nên có nhiều á thì mình sẽ phơi để dành. Thì mình rửa sạch rồi cái mình cắt ra các bạn. Mình cắt mỏng mỏng ra rồi mình phơi. Mình để lên trên cái chàng hay là cái này gọi là cái ni ha. Cái sàn, cái ni gì đó. Nói chung là mình đi Homewood đó các bạn. Mình thấy nó bán cái ni này 9 đồng. Mình mua. Rồi nó có cái đồ chụp nữa. Có cái lá lưới để chụp nữa. Như là cái lồng bàn đậy lên vậy đó. Nhưng mà tại vì bây giờ đang là mùa đông, cho nên nó là xung quanh mình là mưa, cho nên là không khí nó sạch lắm các bạn, nó cũng không có bụi bặm gì hết. Mình để đằng trước đét dẫu có nắng nè, mình phơi nắng. Chiều thì mình đem vô nhà, trong nhà mình thì đốt lò sưởi, cho nên là cái hơi nóng nó cũng làm cho khô nhanh lắm các bạn. Cái bông thì mình để riêng, cái nhụy mình phơi riêng. Rồi đây là mấy hạt bầu mà mình ủ mới có 2 ngày thôi đó các bạn ơi, nó đâm đầu lên nhìn cưng không nè. Đã luôn á các bạn ha, mình thấy thích thiệt á. Đây là atiso nè các bạn. Đây là cái hạt atiso mà mình tự lấy giống á các bạn. Thì mình có trồng nhiều atiso lắm, mà mình cũng chia sẻ cho các bạn biết là cái atiso nó sống lại qua mùa đông ha. Nhưng mà các bạn biết sao, năm nay mình thả gà ra đó, cái nó đói quá, nó bư hết mấy cái gốc atiso của mình trống rộng rồi. Nói chung là giờ không còn được nhiều nữa, cho nên giờ mình phải ương hạt. Thì hồi mình trồng á các bạn biết không, bông atiso đẹp lắm, mà mình không có thời gian mình quay cho các bạn coi, cho nên á là không thấy được cái màu đẹp của bông atiso các bạn. Cái màu bông atiso nó giống như màu hoa kế sữa vậy đó. Nên thì mình á thì mình biết atiso nó rất là tốt cho cơ thể của mình, cho nên á là mình hay nấu nước, trồng để lấy nấu nước cho mình uống với anh xã mình uống. Mà không biết có phải tại mình siêng nấu quá không mà anh xã mình uống càng ngày anh càng đẹp trời. Bây giờ ha các bạn ha, mình ngâm nước, mình cũng ngâm nước sôi nước nóng này các bạn. Mình cũng pha nước như là những lần khác vậy đó, mình cũng pha ấm ấm rồi mình ngâm nha các bạn. À vậy thôi. Rồi mình cũng ủ các bạn, nó nhanh lắm á. Mình ương này mười mấy cây à. Thôi cứ ương thêm đi, có ai share mình share lại. Các bạn coi video của mình á, nếu các bạn thích á thì alo. Mình chuyển đi cho các bạn được. Mình thì ương là cho vui. Thích ương các bạn. Có hai hạt nó nổi lên, hai hạt này chắc lép quá. Chắc hai hạt này lép. Còn lại chìm hết à. Đó, hôm nay mình ương.
Rồi bữa nào nó lên á mình sẽ cho các bạn coi ha. Rồi bây giờ các bạn coi mình nấu nước artichoke ha các bạn ha. Đây là cái phần mà lõi bên trong của cái bông artichoke các bạn mình phơi riêng. Thì cái phần này uống rất là ngon các bạn. Thường thường á mà mình nấu bông tươi á các bạn, mình đừng nấu cái này. Nấu cái này nó sẽ lợn cợn trong nước, nó không ngon. Mà mình nên lấy ra rồi mình phơi khô, mình để dành, mình nấu riêng ha các bạn ha. Còn cái phần bông á, thì sau khi mình phơi khô rồi á, mình bỏ lên chảo, mình rang nha các bạn. Mình rang cho nó vàng, để cho nó đẹp á các bạn. Ra cái màu nước có đẹp. Nó thì mình làm cách của mình vậy đó các bạn. Bây giờ các bạn coi mình nấu nước ha. Sau khi rang xong á thì mình hạ thổ nó các bạn. Mình lau sạch gạch đi rồi cái mình lựa cái chỗ gạch này là mình ít đi tới lui nè. Mình thì mình lau sạch rồi nhưng mà mình sẽ thấy nó đỡ hơn chút. Mình ụp nó xuống lại vậy đó. Rồi khoảng chừng phút hay phút việc cái mình dỡ nó lên. Một lần mình nấu á các bạn là mình nấu khoảng 30 gram thôi nha các bạn nha. Đó cái vạch này là 200 gram. Bây giờ nửa vạch là 550 gram rồi. 100 gram 1 phần tư thôi. Đó. Nói chung là một lần nấu mình nấu như đây với 3 lít nước các bạn. Đó cách nấu của mình là vậy đó các bạn. Là mình nấu trà khoảng như đây thôi. Đó với 3 lít nước là mình uống ha các bạn ha. Đừng có nấu nhiều quá. Cái công dụng của nó chỉ là như đó thôi. Mình nấu quá nó cũng không có tốt ha các bạn ha. Hôm nay là 24 ha các bạn ha. Mình dở cái bầu của mình ra coi kết quả nó sao nha các bạn. Bầu này là mình ôm bữa 21. Giờ khổ qua là ôm bữa 22 ha các bạn ha. Hôm qua thì các bạn thấy đó hình ảnh của nó rồi đó. Nó đã có nứt nanh rồi. Còn hôm nay thì không biết sao coi. Wow. Mê quá các bạn. Đó, đây là những hạt hoa hôm qua mình sẽ đây là những hạt bầu mình sẽ trồng đây các bạn ơi. Lên hết luôn các bạn ơi. Nó đâm dài quá chừng luôn á các bạn. Cái này đừng nói mình làm gãy hôm qua nha. Hôm qua có cái nào bị mình làm gãy rồi các bạn. Hôm nay là mình phải cho ra đất hết rồi các bạn ơi. Ê. Hạt này chưa có. Hạt này sao thấy im re à? Ngộ quá, hạt bầu này là cái hạt bầu mình làm có một hộp một á. Không biết hộp bầu gì nữa sao nó chưa ra. Hai hạt bầu này chưa thấy ra. Rồi, mình dở phía bên trong này coi. Wow. Nứt nanh hết luôn các bạn. Ý, nứt nanh hết luôn. Hộp này chưa. Hạt bầu sau của mình nứt nanh hết luôn. Nó đâm xuống như này luôn. Hôm nay là phải tranh thủ cho xuống rồi. Cái này là hôm qua mình làm gãy ra rồi, gãy cái đuôi rồi. Bởi vậy mình phải ương nhiều là vậy á. Tại vì mình soạn tới soạn lui thế nào cũng có mấy em sẽ bị thương. Mình biết trước là vậy luôn á. Tại vì cỡ nào cỡ mình cũng không làm mình cũng không cũng phải làm gãy. Ấy. Cái này mới ghê nữa nè các bạn nè. Ý hộp bí đao đã ra luôn rồi. Hộp bí đao của mình đã ra luôn rồi. E. Hộp này mình cũng làm gãy rồi nè. Hộp bí đao của mình nứt nanh luôn rồi. Mê quá các bạn ơi. Cũng bị nín nè. Vậy là hạt bầu này mình ôm mấy ngày thì lên ta? Hạt bầu này thẳng tưng đã quá. Hạt bầu mình ôm mấy ngày lên các bạn? Rồi 21 mình ôm. 23, 2 ngày là thấy nó nứt mầm rồi. Ở này 24 là mình cho ra đất được rồi nè. Hôm nay mình cho ra chậu nè. 10 hộp bí ra hết đủ 10 hôm đây. 9 hộp à. Rồi. Khoe với các bạn vậy đó. Rồi khi nào mình trồng mình sẽ cho các bạn coi tiếp ha. Đây mình đang nấu nước cái nhụy của cái bông artichoke á các bạn. Các bạn thấy ra nó ra cái màu đẹp không nè. Nó ra cái màu quá chừng đẹp luôn á.
thì cái nhụy đó nó sẽ ra cái bọ bụi, cho nên là Minh sẽ bỏ vô trong cái túi vải như vậy nè các bạn. Cái túi vải này thì Minh mua gà á hầm thuốc bắc á, người ta cho cái túi này rồi Minh không có dùng mà Minh để dành lại, Minh dùng cho cái nấu nước này. Các bạn coi nè, nó như nước sâm vậy các bạn, đẹp không? Mình muốn ngọt thì mình cho miếng đường phèn ha các bạn ha. Uống cái này giải độc mát gan, nó tốt hơn là cái cơm luôn đó các bạn. Mình đọc được đâu ở trong tài liệu nào đó mà bây giờ mình không nhớ nữa. Mình chỉ biết rằng là cái nhụy hoa artichoke nó còn tốt hơn là cái bông artichoke luôn á các bạn. Thì trong cái bộ phận của cây artichoke nó có điều là thuốc hết, nhưng mà mát nhất là cái bông, mà mát nhất nữa là cái nhụy của cái bông á các bạn. Đây mình phải bỏ cái nhụy đó vô trong đây mình nấu nè các bạn nè đó. Vài cái chia sẻ của mình với các bạn như vậy đó. Nhà mình thì nấu củi mà, cho nên mình để lên đây mình hầm nó sôi rồi mình bỏ lên đây nó hầm. Bây giờ mình nhắc xuống là nãy giờ cũng lâu rồi, tại vì giờ mình làm phim á cho nên mình để, chứ nãy giờ mình nhắc rồi á. Cái màu đẹp ghê các bạn ha. Đó, nguội xong cái mình chắc cho chai, mình để tủ lạnh. Mỗi ngày anh xã đi làm mình cho anh xã uống chai. Đó, nói chung là để giải độc gan, mát gan ha các bạn ha. Làm đẹp da. Rồi, mình chia sẻ cho các bạn biết như vậy đó. Tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ subscribe kênh của mình nha, để có những gì biết mình chia sẻ cho các bạn cùng biết. Mình coi khổ qua của mình ha các bạn ha. Chưa nhúc nhích. Ý, có đâm đầu rồi nè các bạn nè. Có đâm đầu ra rồi nè. À, khổ qua cũng 2 ngày rồi ha. Được. Ủ tiếp. Chưa nhúc nhích.